trong 9026 với tay cầm hai thành phần phẳng, là sản phẩm đầu tiên từ Two Cherries được trang bị hai lưỡi cắt trước và bên. Đây là một công cụ tuyệt vời cho việc thực lưỡi cắt, cạo, bóc, khắc, rạch và đánh dấu. Dụng cụ này phù hợp cho mọi thợ thủ công và người làm DIY, mang chất lượng chính hãng Two Cherries. Lưỡi cắt của dụng cụ được mài hai mặt và đánh bóng sáng như gương. Chiều dài sử dụng của lưỡi được tôi trong bể muối đạt độ cứng lên đến 60 PSM 1 Harrison. Phần mặt sau của dụng cụ có thể sử dụng với búa nhựa hoặc búa gỗ, phù hợp cho các thợ mộc, thợ lợp, thợ làm thủ, thợ khắc, thợ làm sàn gỗ, kỹ sư bảo trì và những người làm DIY. Để ngăn ngừa dụng cụ bị ăn mòn, chúng tôi khuyến nghị bôi một lượng nhỏ dầu lên dụng cụ sau khi sử dụng hoặc trước khi cất giữ trong thời gian dài. Trước khi cất giữ, hãy làm ẩm lưỡi dao bằng một miếng vải nhẹ nhàng thấm dầu, dầu trắng hoặc sản phẩm của chúng tôi, mã số 37 rồng 800.